Em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay là phiên ngày mùng 7 tháng 10. Em đã lên cho các bác một phiên bán hàng với rất là nhiều mặt hàng mới các bác nhé. Mặt hàng trên video em có là đa châu hồng gấm này, cái mặt hàng rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, và các loại lan rừng trầm này, hoàng nhạn. Đấy, rồi là đuôi sóc đai châu chơi Tết các bác nhé. Đấy, và một số mặt hàng nữa, đuôi chồn. Các bác theo dõi video ủng hộ cho em nhé. Các bạn đặt hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 039 45 47221. Đấy, thì đầu tiên thì em có cả Zalo các bác nhé. Các bác có thể add Zalo để xem trực tiếp hoặc là nhắn tin qua đấy cho em nhé. Thì một đầu tiên em lên cho các bác là một số mặt hàng của đuôi sóc. Em sẽ lên theo từng mã nhé cả nhà nhé. Đấy, đuôi sóc hoa rất là đẹp luôn các bác ơi. Đấy, đây, em sẽ lên cho cả nhà xem cái mặt hoa của đuôi sóc này. Cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đấy, sóc này toàn bộ là của em là hàng thuần vườn các bác ạ. Hàng toàn bộ là hàng rừng thuần lâu rồi các bác ơi. Đó, đuôi sóc nhá. Và rất là đẹp luôn. Đấy, thì em sẽ lên theo từng mã để cho cả nhà dễ chọn nhá. Toàn bộ là các chậu hàng thuần các bác nhá. Đấy, thì cái mã 1 này, chậu rất là nhiều cây này. Đấy, em chia sẻ cái mã 1 này 250 các bác nhá. Mã 2 này, đó, chậu rất là to, nhiều cây nhá. Đấy, các bác chốt cho em mã 2 này với giá là 250. Mã 3 này, mã 3 em cũng chia sẻ cho cả nhà với giá là 250.000 cho mã 3. Các bác lấy mã nào để chốt cho em nhé. Đấy, đuôi sóc. Ở tiếp theo em có một cái chậu trầm tím rừng. Chậu rất là đẹp luôn các bác này. Đó, em quay tròn cho các bác xem nhá. Đấy, cái chậu này hôm nay em chốt cho cả nhà trầm tím rừng Điện Biên cả nhà nhá. Hoa cực kỳ là thơm. Đấy, hoa rất là thơm luôn. Đấy, như một năm về mấy năm về trước thì thật sự giá trầm nó cũng rất là cao. Đấy, các bác nhìn thân trầm này, chỉ cần một thân này nở vài bông hoa thôi nó cũng đã rất là thơm rồi các bác nhé. Đó, đây, thân này rất là nhiều này. Cái chậu này em ghép rất là to luôn, hàng thuần lâu năm rồi cả nhà nhé. Đấy, thì cái mã trầm to này các bác chốt cho em với giá là 500k cho cái mã này em chốt nhá. Đấy, phiên hôm qua thì em bán là phiên trước thì em bán 550 đấy, hôm nay chốt cho các bác 500 để em về hàng mới luôn nhá. Đấy, chậu rất là to luôn. Đó, đây các bạn nhìn này. Đấy, trầm tím rừng Điện Biên nhé. Tiếp theo em có mấy cái mã của bạch nhạn. Bạch nhạn thì hoa nó sẽ là màu trắng tinh các bạn nhé. Hoa của nó sẽ gần giống như hoa của quế trắng tháng 8. Đó, bạch nhạn mã 1 em chia sẻ cho cả nhà với giá là 350.000 cho mã 1 nhé. Mã 2, toàn cây to đẹp luôn các bác ơi. Đó, em cũng chia sẻ với giá là 350.000 cho mã 2. Các bác lấy mã 1, mã 2 hay mã nào thì chốt cho em nha. Thì tiếp theo hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác, đây là một cái loại đai châu hồng gấm các bác nhá. Đai châu hồng gấm thì nó sẽ nở một năm khoảng 3-4 đợt các bác nhá. Nó giống khác, giống các đai châu khác thì nó sẽ nở nhiều hơn. Như các đai châu khác thì nó nở đúng Tết, nhưng cái này thì nó nở cả Tết, nở cả quanh năm một vài lần nữa các bác nhá. Đấy, nó phải chơi được tầm 3-4 lần trên một năm. Đây thì em sẽ lên cái mặt hoa cho cả nhà xem này. Đấy, hoa chụp tại vườn đây tay em luôn các bác nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Đó, đai châu hồng gấm nhá. Màu rất là đẹp luôn và thơm. Đấy, siêng hoa, cái dòng đa châu này thì đáng để sưu tầm luôn các bác nhá. À, thì em sẽ lên cho các bác là những cái chậu to thì em sẽ chia sẻ là 250.000 cho một chậu. Đây ạ. 250.000 cho một chậu là đa châu hồng gấm các bác nhá. Đấy, em sẽ bán đầu là 250. Còn những bác nào lấy cây bé hơn một xíu thì em sẽ để là 220.000. Đấy, nhưng mà em sẽ bán đầu thì là sẽ là 250 các bác nhá. Đấy, bác nào lấy thì em sẽ nhặt những cây to em bán trước ạ. Những cây to em sẽ gửi cho các bác trước nhé. Đai châu hồng gấm. Đó, 250.000 cho một chậu. Chậu to nhé. Hoặc là các bác nào lấy cây chậu bé hơn thì em sẽ để là 220. Đấy, nhưng bán đầu thì em sẽ bán là 250 cho một chậu. Tiếp theo em sẽ lên các em cây coqui. Các cái cây cô gắt coqui như này. Đấy, thì em sẽ bán hàng toàn bộ là hàng thuần vườn rồi các bác nhá. Dễ xanh sổ đấy các bác này. Đó, 220.000 cho một chậu cô rắt cô kia ạ. Hàng là mít đẹp nhá. 220.000 cho một chậu. Đấy, các bác lấy thì chốt cho em. Tiếp theo thì em sẽ lên cho cả nhà các cái mã này. Đuôi chồn đi, em sẽ lên mấy cây chồn trước này. Đây, mấy cái mã chồn này. Chồn để mà sưu tầm những cây to như này thì hoa nó sẽ rất là nhiều. Đấy, thứ nhất là nhiều ngồng hoa, thứ hai ngồng hoa sẽ rất là dài các bác nhá. Các bác nhìn đuôi chồn mà lá này, rất là đẹp luôn này. Đấy, cái mã chồn 1 này em chia sẻ cho cả nhà với giá là 300k, chậu này hai cây to xếp các bác nhá. 300k cho mã 1. Mã 2 này, hai siêu đẹp luôn các bác này. Đó, đây các bác nhìn cây chồn đằng sau nhá. Đấy, siêu phẩm chưa? Đó.
Các bác chốt mã 2 này cho em với giá là 320.000 cho mã 2 các bác nhá. Các bác lấy mã nào để chốt cho em, trốn tím nhá. Ở tiếp theo thì em sẽ có cái trụ của Hoàng Nhạn rừng Gia Lai. Đây ạ. Trụ rất là nhiều cây, nó phải rơi vào khoảng 20 cây. Hơn 20 cây các bác nhá. Đó. Trụ to đẹp Hoàng Nhạn rừng Gia Lai này, em ghép tròn trụ này. Đó, thì cái mã cho trụ Hoàng Nhạn rừng này, các bác chốt cho em với giá là 1.200.000 cả nhà nhá. Đấy, Hoàng Nhạn rừng Gia Lai hàng em nuôi thuần rất là lâu rồi. Ghép một trụ xung quanh giá thể rất là nhiều cây. Đó, em ghép tròn luôn các bác nhá. Mai nở hoa ra là rất là đẹp. Đó, các bác nhìn ạ. Đấy, 1.200.000 cho trụ này nhá. Các bác chốt cho em là 1.200.000. À, em có một cái giò em ghép một mặt. Đây, cái giò này thì em ghép một mặt thôi. Đây ạ. Đấy, thì cái giò này thì nó cũng rơi vào khoảng 18 đến 20 cây. Đấy, cái trụ này rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, các bác chốt cho em cái trụ mã 2 này. Với giá là 750 em chốt nhá. 750 em chốt cho cái mã 2 này. Bắt đầu lấy mã 2 để chốt cho em 750. Tiếp theo em có mấy cái mã của trồn trắng. Đây, trồn trắng thì hàng để sưu tầm thôi cả nhà nhá. Vì nó rất là ít, nó không có nhiều. Em sẽ lên cái mặt hoa này. Trồn trắng chụp tại nhà luôn cả nhà nhá. Đây, cái tay em cầm luôn. Cái bông trồn của nó rất là dài luôn cả nhà ơi. Cái bông ngồng của nó rất là dài á. Đây, tay em đây nha các bác nhá. Đây, gì em phải làm việc thật, việc người thật luôn. Đấy, ngồng nó rất là dài các bác nhá. Nhìn nó đẹp lắm ấy. Đấy, nên là các bác có thể sưu tầm cho mình một vài chậu để có thể có thêm mặt hoa để sưu tầm các bác nhá. Đây, tại nhà em đây, tay đây các bác nhá. Đấy, ngồng nó dài lắm, 4-5-60 cm luôn, mà ngồng của nó trắng tinh luôn nhá. Đấy, hàng để sưu tầm ạ. Đấy, thì cái mã 1 này, chậu này của em là có 2 cây này. Đấy, hàng thuần chậu lâu rồi các bác nhá. Đấy, dễ này, không phải nghĩ luôn. Bộ dễ thì siêu khỏe. Đấy, cái mã 1 này các bác chốt cho em với giá là 300.000 cho mã 1. 300.000 cho mã 1. Mã 2 em có một cái cây thân dáng thân dừa. Đây, ngồng hoa cũ của nó đây các bác nhìn này. Vẫn còn ngồng hoa cũ luôn nhá, không phải ấy đâu. Đấy, đây chậu này thì có một cái con đẻ nữa này, dáng thân dừa. Cái mã 2 này các bác chốt cho em với giá là 200.000 nha các bác nhá. Mã 2 này chốt cho em là 200.000. Con nhạn là con trồn dáng thân dừa các bác nhá. Ở tiếp theo em sẽ lên cho cả nhà mấy cái mã của giải hạc châu Như. Đây ạ. Giải hạc châu Như thì nó là hàng nguyên dày các bác nhá, hàng nguyên dày nguyên búi. Đây ạ. Rất là đẹp. Các bác chốt cho em cái dày mã 1 này. Đấy, giải hạc châu Như em chia sẻ cái mã 1 này với giá là 330.000 cho mã 1. Đấy. Mã 2 em chia sẻ cho cả nhà với giá là 300.000 giải hạc châu Như. Hoa của nó tím lịm, hoa rất là thơm và sai hoa cả nhà nhé. Đó, 300.000 cho mã 2. Đấy, tiếp theo em có các cái giò của Denso Mini Zaza. Những cái hàng này thì hôm nay em chia sẻ cho cả nhà với giá là 200.000 cho một giò các bác nhé. 200.000 cho một giò. Đó. Hàng rất là khỏe luôn, cực kỳ siêng hoa, đang rất là nhiều lụ nhiều hoa các bác nhé. Rất là nhiều lụ nhiều hoa, hoa rất là bền, hoa phải chơi tầm từ 2 đến 3 tháng luôn. Em ghép trên lũa nha, và hàng đã thuần lũa rồi. 200.000 cho một giò nhá. Các bác lấy mấy giò thì báo em. Đấy, tiếp theo em sẽ lên các cái mã của đây, Denso Mini Zaza này các bác này, đẹp lắm. Rất là nhiều lụ, hoa thì siêu bền các bác ạ, 2 3 tháng luôn. Đó, 200.000 cho một giò. Tiếp theo, em có một cái chậu Koki 2 cây siêu to này. Đấy, Corat Koki. Hàng đáng để sưu tầm luôn, năm nay rất là nhiều người sưu tầm Koki các bác nhá. Nó là đỉnh nhất trong các dòng của dáng hương đấy. Đấy, hoa đẹp, hoa thơm. Đó, em sẽ lên cái mặt hoa này. Lên cái mặt hoa chụp tại nhà luôn các bác ơi. Đó, các bác nhìn chưa ạ, bông rất là đẹp luôn, bông to như cái miệng cốc. Hoa thì cực kỳ thơm cả nhà nhá. Đó, thì em sẽ lên cái mã này, em có một cái mã chậu này, em nó phải chơi đến 2-3 năm hoa tại nhà em rồi. Bông tím lịm luôn các bác nhá, đấy. Em sẽ lên cái chốt cho các bác cái chậu này với giá là 750. Em ghép chậu gỗ căm xe nên các bác yên tâm nhá. Về độ thuần của chậu. Đó. 750 cho chậu này. Cây rất là to luôn. Tiếp theo. Em có mấy cái mã của Hải Yến. Cái Hải Yến này. Hải Yến thuần này. Đó, em chia sẻ là 250 cho một giỏ Hải Yến nhá. Mã 1 này. Đó. Mã 2 này em cũng chia sẻ là 250 Hải Yến ạ. Tiếp theo em có mấy cái mã của Tam Bảo Sắc Hoa Trắng. Hàng bảo hành hoa cho cả nhà luôn nhé. Đấy, thì các cái chậu 1 như này em chia sẻ với giá là 250.000 cho một chậu các bác nhá. 250.000 cho một chậu. Đấy, 250.000 cho một chậu này. Mã 1 này. Đấy. Mã 2 này. 250 cho một chậu. Em có một cái chậu này là em chốt cho các bác với giá là 900. Đấy, chậu mã 2 à chậu mã 3 đi, em chốt là 900 nhá.
Tiếp theo em có mấy cái mã của trốn đỏ, hàng này là hàng lẫn với hàng trốn tím rừng thôi các bác nhá. Hàng này của hàng em chuẩn là hàng trốn trốn tím rừng đấy ạ, trốn tím rừng thuần nhá, nhưng mà thân của nó tím lịm luôn. Đây các bác nhìn này, để phân biệt trốn đỏ với trốn tím thì thân nó tím lịm đấy các bác này. Đấy thì trốn đỏ này nó có rất là ít thôi, thì các bác có thể sưu tầm cho mình thêm cái màu hoa nhé. Thì cái mã 1 này em chia sẻ với giá là 350. Đấy. Mã 2 này em cũng chia sẻ với giá là 350 này. Các bác lấy mã nào để chốt cho em nha. Tiếp theo em có một cái đống hạc vĩ đây. Nó bị mục gỗ cái giò to, em phải bóc mấy giò mục gỗ ra em bán thanh lý cho các bác luôn. Bán thanh lý luôn cái mã này về các bác ghép được 2 3 giò luôn nhá. Đấy, 150 cho chỗ này luôn. Các bác nào lấy thì chốt cho em 150 cho chỗ hạc vĩ này nhá. Đấy, cũng chỗ long tu xuân này, chỗ long tu này em cũng để cho các bác với giá 120 thôi. Đấy, các bác lấy thì chốt cho em 120. Tiếp theo em có mấy cái mã của hoàng nhạn 4N. Đây hoàng nhạn 4N thì em sẽ lên cái mặt hoa cho cả nhà xem. Bông của nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây. Đấy, bông to tròn tím lịm luôn. Em sẽ lên theo từng mã. Đấy, cái mã 1 này, cái giò này là có. Đây, cái giò mã 1 này cây rất là đẹp này, có một con này. Mã 1 này các bác chốt cho em với giá là 420. Mã 2 cây rất là đẹp này. Mã 2 này thì có một cái vết gấp ở cái lá này các bác nhá. Đấy, có một cái vết gấp ở cái lá đây này. Đó. Thì em chia sẻ cái mã này với giá là 300k cho mã 2 này. Mã 3 này, mã 3 cây to này. Đó. Đây. Mã 3 này các bác chốt cho em với giá là 450. Đấy, 450 cho cái hoàng nhạn 4N. Tiếp theo thì em sẽ lên mấy cái chậu của giải hạc trắng các bác nhá. Giải hạc trắng tinh, hoa bông to, hoa thơm ạ. Đấy. Thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà với giá là 200k cho một chậu. 200k cho chậu mã 1 này, giải hạc trắng này. Em sẽ lên mặt hoa đi. Đấy, để cho cả nhà dễ hình dung hơn. Đây, giải hạc trắng tinh. Hoa bông to nha các bác nhá. Bông nó rất là to đẹp luôn các bác ạ. Đó. Đây, lửa tại vườn này các bác này. Đấy, giải hạc trắng nhá. Thì em sẽ chia sẻ là 200.000 cho mã 1 này, chậu mã 1 này. Đấy. Chậu mã 2 em cũng chia sẻ với giá là 200k, thân rất là dài các bác nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên đây cái hoàng nhạn 4N chậu cây đôi. Em chia sẻ là 380.000 cho một chậu hai cây này. 380.000 cho một chậu nhá. Các bác chốt chậu mã 1 này. Chậu mã 2 này. Đó, em cũng chia sẻ là 380. Tiếp theo em có mấy cái mã của đai châu hồng cánh sen. Đai châu hồng cánh sen và đỏ. Đỏ đố. Đấy, nó là hàng mix màu đủ màu trên một chậu nhá, có cả cam nữa các bác nhá. Đấy thì cái mã 1 này. Chậu hai cây to này. Bản lá rất là to, hàng là mít nha, em chia sẻ với giá là 500k cho mã 1. Mã 2 này, cũng chậu hai cây to. Đây, các bạn nhìn đằng sau này. Đó. Mã 2 em chia sẻ với giá là 500k nhé. Mã 3 cũng hàng lá mít, các bạn nhìn bản lá to như bàn tay luôn nhá. Chậu hai cây, em cũng chia sẻ cái mã này với giá là 500. Đây. Các bạn nhìn cây đằng sau to. Đó. Đó thì ba cái mã này cũng là ba mã cuối của video ngày hôm nay nhé. Em cảm ơn các bác đã xem dõi hết video. Xin chào và gặp lại các bác ở những phiên video tiếp theo nhé.